Kính bạch hòa thượng, trong kinh Phật có nói đến ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Thời kỳ chót là mạt pháp. Mạt pháp có phải vì thiếu sự chân truyền không? Còn mạt pháp có phải vì chạy theo hình thức mà quên đi mục tiêu giải thoát không? Còn thời nay thì sao? Phật tử này thắc mắc. Nên nghe trong kinh nói có thời chánh pháp, thời tượng pháp, mạt pháp. Thì theo trong kinh kể thì chánh pháp là thời Đức Phật hiện tại. Trong vòng 100 năm đó, Phật còn tại thế, thì đó gọi là thời chánh pháp. Người gặp Phật độ thì đều, đa số đều được ngộ đạo, đều được đắc quả. Cho nên nói gọi là thời chánh pháp. Còn thời thứ hai là tượng pháp, từ sau Phật Niết Bàn 500 năm. Khoảng 500 đó, những vị đệ tử lớn của Phật như Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, hay là như Ngài Ca Diếp, Ngài A Nan v.v. đã ngộ đạo, chứng quả A-la-hán rồi, còn sống, còn truyền bá. Thì cái thời đó ai gặp thì cũng đều là gặp những cái người đắc quả, truyền dạy, cho nên cũng dễ thành công. Cho nên gọi là tượng pháp. Tượng là tương tự đó, hay giống giống như cái thời chánh pháp. Còn sau 500 năm tới một muôn năm thì gọi đó là thời mạt pháp. Mạt pháp thì có nhiều người nói mạt pháp là cuối cái thời của Phật. Mạt là chót đó. Nhưng mà thực ra thì cái mạt pháp này thì chúng ta cũng phải khéo. Tuy cái thời chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp có ba thời khác nhau. Trước là tốt, rất tốt, kế đó là khá, sau là kém. Nên thời này nói rằng 1000 người tu chưa có người ngộ đạo thì đó là cái thời mạt pháp. Nhưng mà với cái nhìn của thiền sư thì lại khác. Chánh pháp, mạt pháp hay là tượng pháp gốc ở tâm mình. Tôi nói thí dụ như chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, thời Đức Phật là thời chánh pháp. Vậy mà những vị A-la-hán nghe Phật giảng kinh Pháp Hoa thì các ngài đi đâu? Thối tịch, không có chịu nghe. Như vậy thì chánh pháp và mạt pháp. Phật giảng kinh mà không chịu nghe thì có phải mạt pháp không? Đó. Như vậy thì cái chánh pháp mà nếu tâm mình không có lãnh thọ được thì cũng biến thành mạt pháp. Đó. Cho nên thời Đức Phật có nhiều vị tỳ kheo cũng hoàng tục vậy. Đó. Những vị hoàng tục có phải mạt pháp không? Còn thời này là thời mạt pháp. Mà nếu mình đủ trí tuệ, nhận được lời Phật dạy và cương quyết tu hành đến nơi đến chốn thì có mạt pháp không? Chỉ có cái tại mình lơ mơ quá. Vừa lơ mơ vừa là ngoại cảnh quyến rũ nhiều nữa, cho nên bây giờ khó tu. Để khó tu cho nên gọi là thời mạt pháp. Như hồi xưa tu, muốn lên trên non trên núi ngồi tu thì không có ai quấy rầy mình hết trơn. Bây giờ lên non lên núi ngồi cũng không yên. Hoặc là đủ thứ âm thanh sắc tướng gì đâu đâu nó cũng truyền tới hết trơn, phải không? Ngồi trên núi mà có cái radio cái thôi thì đủ hết, phải không? Ở đâu cũng nghe được. Thì như vậy thì nó rất là khó tu. Nhưng nên thời này thì khó tu. Nhưng nếu mình quyết tâm và mình có cái trí nhận đúng như thật thì đời mạt pháp cũng biến thành ở đời chánh pháp. Cho nên Phật tử này hỏi mạt pháp có phải vì thiếu sự chân truyền không? Thì không, kinh Phật là chân truyền rồi, thì thời mạt pháp kinh mình cũng còn đầy tủ, thiếu gì? Thì đâu có thiếu chân truyền, chỉ thiếu ý chí, thiếu sáng suốt thôi. Cho nên rồi nói mạt pháp. Mạt pháp phải vì chạy theo hình thức mà quên đi mục tiêu giải thoát không? Cũng có lý một phần. Đó. Nếu người tu mà cứ chạy theo hình thức, quên cái nguyện giải thoát của mình thì cũng đó là hiện tượng của mạt pháp. Còn thời nay thì sao? Thì thời nay cũng là thời chánh pháp mà cũng là cái thời mạt pháp. Nếu người nào sáng suốt nhận đúng lời Phật dạy để tu và cương quyết tu đến
đạt đạo mới thôi, thì đó là chánh pháp với họ. Còn nếu người nào tu mà thích ăn chơi, thích vui thú ở ngoài đời thì đó là mạt pháp đối với người này. Chứ không, chúng ta không nên kết luận có một chiều. Kính thưa Hòa Thượng, con được nghe các cụ hồi xưa nói câu khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống. Câu này có phải trong kinh Phật dạy không? Vậy biết như thế nào là biết và sống đến bao giờ? Kính xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con được biết. Phật tử này lấy cái câu ngoài đời mà hỏi. Thì cái câu này nói rằng khôn cũng sống, chết, dại cũng chết, biết là sống. Thì đây nó có hai ý. Cái ý thứ nhất á, là cái kinh nghiệm của người đời. Nếu mà mình ở trong đời mà mình dại khờ quá, bảo đâu nghe đó hay là suối cái gì làm nấy thì chết. Còn nếu mình khôn quá, cái gì cũng tỏ khôn hơn thiên hạ, thì thiên hạ cũng giết mình chết. Thì khôn chết, dại chết, chỉ biết linh động tùy thời, tùy hoàn cảnh, thì đó là sống. Đó là cái kinh nghiệm của người xưa. Còn hỏi câu này có phải trong kinh Phật không? Thì thực tình không phải trong kinh Phật, nhưng mà mình cũng có thể nói trong kinh Phật được. Là bởi vì chữ biết á, biết tức là tâm. Mà nếu biết phân biệt á, thì thức. Còn biết không chỉ thuần là biết mà không có phân biệt á, thì đó là tâm. Nếu sống với cái tâm đó tức là chân tâm. Mà chân tâm thì bị không bị luân hồi sanh tử, thì sống hoài không có chết. Có Phật tử này hỏi, kính bạch thầy, tế tự và cầu nguyện có phải là phương thức hữu hiệu đưa đến giác ngộ và giải thoát không? Sao con thấy hầu hết các chùa đều dùng cúng kiến, lễ nghi, cầu tự, phải chăng đó là bản hoài tôn chỉ Phật giáo? Thì câu hỏi này nó cũng là gợi trúng cái vết thương của tôi. Tôi thường than, nếu mà đạo Phật chỉ lấy cái cúng kính làm Phật sự thì chắc suốt kiếp không bao giờ chúng ta giác ngộ được. Mà nếu người tu mà không ai giác ngộ hết thì đạo Phật còn hay mất. Mà nếu nặng về cúng kính thì nặng về cái gì? Tức là lòng tin. Mà tin, bây giờ tôi đặt câu hỏi, quý Phật tử có thể trả lời giùm tôi. Tu tương đối như tôi cũng nhiều năm, mà giả sử người thân tôi bệnh, tôi cầu hết không? Người thân tôi tạo tội chết, tôi có cầu về cực lạc được không? Nếu người thân của tôi bệnh, tôi cầu không hết, mà mấy Phật tử bệnh tôi cầu hết không? Hết không? Vậy mà Phật tử cứ yêu cầu cầu nguyện dùm. Nếu không hứa thì Phật tử nói thầy không thương. Mà nếu hứa thì cái việc làm của tôi là sao? Tôi rất là đau. Đời tu là một đời cao cả, siêu thoát, mà nhiều khi mình làm cái chuyện không đâu. Nếu cầu cúng mà được thì chắc Đức Phật Thích Ca đã từng làm. Mà đọc sử của Ngài suốt đời cho tới nhập Niết Bàn, tôi chưa thấy Ngài đi cầu cúng lần nào hết. Mà có một lần những người Bà La Môn tới gặp Ngài, hỏi Ngài câu: Ngài Cù Đàm, đệ tử Ngài chết, Ngài có cầu nguyện sanh về cõi lành được không? Phật không trả lời. Phật hỏi ngược lại: đệ tử của các ông chết, các ông cõi lành được không? Mấy ông nói được. Phật liền dùng cái thí dụ. Phật nói ví như có một cái giếng sâu,
người ta lăn một cục đá để bên miệng giếng. Khi đó mời 20 thầy và lã môn đứng chung quanh, yêu cầu quý thầy chắp tay thành tâm cầu nguyện viên đá này tôi xô xuống giếng nó nổi đừng chìm, quý thầy cầu được không? Các ông lắc đầu cầu không được. Hỏi tại sao cầu không được? Hỏi vì đá nó nặng, nước nó nhẹ, nhất định phải chìm tận đáy giếng. Rồi Phật mới đưa cái thí dụ khác. Thằng nói ví dụ giờ có người đem một chai dầu tới thì cũng mời 20-30 thầy đứng cầu nguyện, chắp tay nhờ cầu nguyện tôi đổ dầu xuống giếng, các ngài cầu nguyện cho nó chìm tận đáy giếng, các ngài cầu được không? Mấy ông nói không được. Nó tại sao vậy? Vì dầu nó nhẹ mà, thì nhẹ cho nên nó phải nổi, chứ cầu mấy cũng phải nổi à. Thì Phật nói cũng như vậy, người nghiệp nặng giống như đá, đá thì phải chìm, dù cho có các ông có thiện chí cầu nguyện cũng không nổi. Còn người có cái phước lành giống như dầu, nó nhẹ, dù các ông có ác ý cầu nguyện nó chìm, nó cũng không chìm. Thì như vậy Phật chấp nhận hay không chấp nhận? Chấp nhận cầu nguyện hay không? Đó là kinh A Hàm, trong Trung A Hàm nói rất rõ. Rồi thực tế cái đời của ngài từ lúc thành đạo cho tới ngài nhập niết bàn, trong số đệ tử của ngài, đệ tử cư sĩ đó, cái người mà có công lớn nhất là ông Cấp Cô Độc. Mà khi ông Cấp Cô Độc bệnh nặng cho người tới báo tin với Phật, thì Phật cho ngài Xá Lợi Phất tới thăm, rồi nhắc nhở ít câu kinh rồi về. Rồi sau cho ngài A Nan tới thăm, cũng nhắc nhở ít câu kinh rồi về. Chết không ai đi đưa hết trơn, cũng không có cầu nguyện gì hết. Như vậy cho nên chư tăng mới có thì giờ vô rừng tọa thiền, mới có thì giờ mà chiêm nghiệm sự tu hành. Còn bây giờ đi tu rồi, rồi cứ nay thì đi cầu an, mai thì cầu siêu, cầu hoài. Mà đi cầu hoài thì tâm đâu còn yên tĩnh. Như vậy một đời tu làm cái việc, tôi nói thí dụ bây giờ có một người họ làm ác rồi chết, cái con cái khá giả, mời quý thầy quý cô tới tụng kinh nhờ cầu nguyện. Nhưng mà quý thầy quý cô tới thì họ nói bây giờ tôi cúng quý thầy quý cô 10 triệu, nhưng mà quý thầy quý cô phải cam đoan với tôi rằng cầu nguyện ba tôi phải về cực lạc, nếu không về thì quý thầy quý cô đọa địa ngục. Thì quý thầy quý cô dám nhận 10 triệu để cầu không? Như vậy mình không bảo đảm được cái việc làm. Nếu nó là lẽ thật thì ai không dám bảo đảm? Không dám bảo đảm là không phải lẽ thật. Thì như vậy không phải lẽ thật mà mình đi làm suốt ngày suốt đời thì có thương không? Đó là một điều rất là đáng thương. Mà giờ nói thì đụng chạm không tốt, mà đó là cái điều tôi nói là vết thương mà tôi đang buồn. Rồi bây giờ tôi nói thêm cái nữa, bây giờ nếu mình cầu nguyện nghiệm rồi chuyển hết, bây giờ có một chú nó ghiền xì ke ma túy, nó quằn quại, bây giờ cha mẹ nó mời thầy mời quý cô lại cầu nguyện cho con hết ghiền ma túy, quý thầy quý cô dám lãnh cầu không? Thì ghiền ma túy cũng là một nghiệp, mà nghiệp này mình chuyển không được thì những nghiệp khác mình chuyển sao cho được. Thì như vậy trên những thực tế đó không có kết quả gì hết. Còn bây giờ tôi dạy quý Phật tử, quý Phật tử biết tu tránh cái nhân ác, làm những cái nhân lành, tránh thân khẩu ý đừng tạo ác mà luôn luôn tạo lành, đó là quý Phật tử sẽ tới an vui. Tôi dạy như vậy, quý Phật tử làm đúng vậy, nếu không có kết quả được an vui đời này và đời sau, chết tôi đọa địa ngục tôi chịu, tôi cam kết như vậy, phải không? Vì cái gì là lẽ thực thì mình mới dám cam kết, mà không có lẽ thực thì đâu dám. Mà rồi
trong nhà tu chúng tôi bị cái không thực nó chi phối hết thì giờ. Cái đó là cái thật là đáng thương. Bởi vậy nên rồi tôi rất là vô tình, nhiều khi Phật tử khỏe mạnh tới chùa cúng kính, tới chừng bệnh kêu tôi cầu, tôi làm thình. Hoặc giả chết thì biểu tôi mời tôi tới, tôi không tới. Thì có những Phật tử than trách thầy không thương. Tôi nói tôi chỉ sẵn sàng dạy, nói những cái gì tốt, đẹp, hay của Phật Pháp cho quý vị nghe trong khi sống. Còn ráng tu để chuyển nghiệp của mình, chứ giờ chết rồi tôi không làm gì được hết. Đó là lẽ thực. Nhưng mà lẽ thực lúc nào nó cũng buồn, nó không có được vui, phải không? Chứ còn nghe gia đình Phật tử có bệnh hoạn hoặc là có đám ma chay gì cái thì quý thầy tới thì thấy vui. Nhưng vui mà nó không có kết quả thì đó là một cái điều thiệt hại lớn cho người tu. Tôi thì quý trọng người tu nên tôi phải nói thẳng như vậy. Nhớ lời ngay thì dễ mít lòng, phải không? Nhưng mà phải nói. Thôi tới đây nghỉ, còn nhiều quá nói không hết. Đây một Phật tử này hỏi, Phật tử này ở xa tôi trả lời trước. Bạch Hòa Thượng, con là một Phật tử ở Châu Đốc, hằng mơ ước được đời sống xuất gia để được nhiều thuận duyên ứng dụng tu theo đường lối tu thiền mà Hòa Thượng dạy công chỉ dạy. Nhưng hoàn cảnh gia đình của con chưa cho phép con xuất gia ngay bây giờ. Vì thế hiện giờ con tuy sống đời sống của một cư sĩ tại gia, nhưng con vẫn nương theo thời khóa của các thiền viện để tu tập hàng ngày. Trong khi tu con có trở ngại, sau đây kính mong Hòa Thượng vì con chỉ dạy cho. Con rất cảm kích ân đức của Hòa Thượng. Một, khi con ngồi thiền suốt 1:30, con bị nuốt nước miếng liên tục, mà lúc đi đứng bình thường vẫn có nhưng ít hơn nhiều. Có phải do con dụng công sai hay không? Và khi ngồi kiết già bị nuốt nước miếng như vậy, có làm trở ngại cho việc điều phục tâm của con hay không? Cuối mong Hòa Thượng thương xót chỉ dạy cho con được rõ. Quý Phật tử có bị bệnh này không? Bởi vì khi ngồi thiền á, đúng ra thì phải để cái lưỡi lên phía trên, thì nó ít có ra nước miếng, đồng thời cũng đừng có cúi nhiều. Nếu không có để cái lưỡi lên mà cúi xuống nhiều thì ra nước miếng đương nhiên. Vì vậy mà ngồi thiền cái lưỡi để lên phía trên, rồi ngồi cái vừa tầm, đừng cúi nhiều. Bởi vì Phật tử này ở xa thành là chúng tôi không thấy cái cách ngồi. Chứ còn nếu ngồi, một là cúi xuống nhiều, hai nữa là để cái lưỡi thường thẳng thì nước miếng nó dễ chảy ra. Vì vậy cho nên phải để cái lưỡi lên trên và ngồi đừng có cúi lắm thì cái nước miếng từ từ sẽ bớt. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, trước khi con ngồi thiền thỉnh thoảng lâu lắm con mới nằm mộng, nhưng khi bắt đầu hạ thủ công phu tu thiền đến nay thì đêm nào cũng nằm mộng, có khi thấy lành dữ, ngắn dài đều có đủ. Sáng dậy con cũng tha thiết nhớ lại những cái ấy. Nếu không tha thiết nhớ lại cái ấy, từ khi con bắt đầu tập ngồi thiền đến giờ, giấc ngủ không được sâu mà không còn ngủ say mê như trước. Sức khỏe của con hiện giờ vẫn bình thường. Những việc như thế này có lợi hay có hại cho công phu ngồi thiền của con trong tương lai? Ngưỡng mong Hòa Thượng từ bi giảng rõ cho chúng con được hiểu. Ngồi thiền mà mộng nhiều thì cái này tôi nhắc có hai cách. Một là ngồi thiền mình dùng hơi thở, chú ý hơi thở, hoặc là đếm hơi thở, hoặc là theo hơi thở, thì cái đó nó ít mộng. Còn nếu ngồi thiền mà đi thẳng là chặn, tức là chặn đứng không cho cái vọng tưởng nó chạy, nghĩa là nó vừa hơi nhảy ra cái mình đè nó, thì cái đó là mộng liên miên. Tại sao vậy? Bởi vì những cái ý nghĩ mình
nó tích lũy ở trong đó chuyện này chuyện kia, và nó nhảy ra chặn lại, nhảy ra chặn lại, mình đè riết rồi lúc mình tỉnh mình ngồi mình đè nó tung lên không được, thì lúc mình ngủ không ai đè thì mặt tình nó hiện hiện, nó hiện ra thành những giấc mơ giấc mộng đó. Đó là tại vì mình đè chứ không có gì lạ. Nghĩa là khi ngồi thiền thấy cái vọng tưởng là đè nó, không cho nó dậy, không cho nó khởi, cho nên rồi lúc ngủ nó hiện ra, thì đó là ảnh hưởng do cái đè mà ra chứ không gì. Cho nên quý thầy thường dạy Phật tử ngồi đừng có gấp, thông thả cứ ngồi, hoặc là theo hơi thở, nhớ hơi thở. Còn nó vừa chạy ra thì không có đè mà nhớ hơi thở cái nó quên. Vì gì? Không có hai niệm một lượt, niệm nghĩ cái này mà giờ mình bắt nó nhớ hơi thở cái nó hết nghĩ. Như vậy thì nó nhẹ, nó không có đè. Hoặc giả khi nó chạy thì mình nhìn nó rồi nó lặng chứ không có cố đè. Đừng sợ vọng tưởng mà sợ không thấy vọng tưởng. Cũng như tôi ví dụ, đừng sợ ăn trộm mà chỉ sợ không thấy ăn trộm. Mà ăn trộm nó tới nó động tịnh mình hay mình biết, mình đốt đèn vậy thì thôi, nó ở ngoài nó rút lui, phải không? Chứ còn mình cứ sợ ăn trộm rồi thì ngồi lom lom mà nhìn nó thì riết rồi mất thần, ngủ không được rồi sanh bệnh. Cho nên cái tu cũng vậy, tất cả những cái niệm khởi mình đừng cố đè nó, đừng thành sợ nó. Chú nào nhảy lên là thấy chú đó, rồi nhớ lại hơi thở, hoặc là đừng thèm theo nó cái nó hết. Như vậy thôi, nhẹ nhàng thì cái mộng nó cũng bớt. Tóm lại trả lời câu này cho rõ ràng hơn, thì nếu mà chúng ta tu chỉ nhìn vọng tưởng rồi đè rồi giữ nghiêm nhặt quá thì nó có mộng nhiều. Tốt hơn là chúng ta theo hơi thở, chỉ nhớ hơi thở, nó vừa chạy chúng ta nhớ lại hơi thở thôi chứ không có đè, thì như vậy thì nó nhẹ. Cái thứ hai nữa là đối với cái niệm chúng ta đừng sợ, mà chúng ta chỉ đừng theo nó, thấy nó không thành theo là được, chứ đừng có đè cố tình diệt nó thì cái đó không tốt, đó là sai. Câu hỏi thứ ba, khi vào buổi tọa thiền con thực hành theo lời hòa thượng chỉ dạy, bước đầu con sổ tức, sau đó theo phương pháp tỳ tức kéo dài hơn 2 tháng nay, gần đây có tư thế ngồi thư thái, tâm không vướng bận chuyện gì cả, con theo hơi thở chừng vài phút thì cảm thấy đầu óc trống lặng nên con không theo hơi thở nữa mà giữ đầu óc ở trạng thái không khởi niệm, lúc ấy vẫn có cái biết rõ ràng. Như vậy trạng thái đó có gọi là lặng hay không, và nó đúng hay sai với pháp tu biết vọng mà hòa thượng đã hướng dẫn? Ngưỡng mong ngài vì chúng con chỉ bài tường tận để chúng con tin tưởng thực hành theo, chúng con xin chân thành đảnh lễ hòa thượng. Như vậy thì tới cái đoạn thứ câu thứ ba này thì Phật tử này đã giảm được cái lăng xăng, cái vướng bận, chỉ còn đầu óc thảnh thơi ở trạng thái không khởi niệm mà vẫn biết rõ ràng. Như vậy cái đó gọi là lặng không, thì không có động thì tỉnh, không có loạn thì lặng chứ gì. Thì đó, và nó đúng hay sai với pháp tu biết vọng thì nó không phải sai, nhưng mà lặng mà đừng kèm thì tốt, lặng mà kèm thì không tốt. Như vậy khi vọng tưởng không dấy, tâm yên lặng mà tỉnh sáng thì cái đó là hợp lý. Cho nên cái từ ngữ mà gọi là cái tiêu chuẩn của người tu thiền đó là tỉnh tỉnh lặng lặng phải đó. Tỉnh mắt thấy, tai nghe, tất cả đều biết mà tâm nó lặng thì đó là phải. Còn nếu tỉnh tỉnh mà loạn tưởng sai, còn nếu lặng lặng mà hôn trầm bậy đó, nhớ vậy. Đây có Phật tử này hỏi: kính bạch hòa thượng, con có người thân bị mất vào 5 tuổi,
Có thầy nói tại không đốt không đốt hình nhân thế mạng không đốt hình nhân thế mạng nên tai nạn không qua khỏi. Lời nói này làm con ân hận. Con kính thưa hòa thượng dạy, việc làm trên có thoát được tai nạn không? Thực ra cái điều này Phật tử ân hận thì cũng tội nghiệp thay. Đốt 1 triệu cái hình nhân chừng chết thì cũng chết. Nếu mà đốt hình nhân thế mạng được thì mấy người giàu không bao giờ chết, phải không? Họ mua bao nhiêu hình nhân rồi đốt, cứ đốt, đốt 5, đốt 20, rồi họ sống hoài, sống đời. Nhưng có được không? Thì cái người thầy dạ dày thì không hợp đạo lý. Nghĩa là cái người hết duyên, hết nghiệp thì đi, chứ không có nói rằng đốt hình nhân thế mạng được. Nếu nói như vậy làm cái lối nói sai. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, vị thầy này quý vị nghĩ khỏi chết không? Khỏi không? Không khỏi chết. Sao ổng đã biết đốt hình nhân thế mạng được mà ổng không khỏi chết? Như vậy là sao? Thì cái đó là thật hay là hư? Hỏi ba ổng có chết không? Má ổng có chết không? Mà như vậy sao không đốt hình nhân cho ba khỏi chết, má khỏi chết? Như vậy là một cái lẽ không hợp đạo lý mà Phật tử này lo quá, tội nghiệp, thôi đừng thèm lo nữa. Cái đó là cái duyên, hết thì đi. Thầy xem nói người thân mất vào giờ trùng nên không cho người nhà ra mộ trong 49 ngày và cho các người trong nhà đeo bùa. Kính mong hòa thượng dạy việc này có hay không? Bởi vậy tôi nói cái hiểu lầm, biết sai nó hại vô cùng. Ở trong gia đình cha mất hoặc mẹ mất, dù gặp ngày nào, bổn phận là con, là người còn sống thì phải thương người chết, phải luôn luôn đem hết tâm tư tưởng nhớ người chết. Mà bây giờ người ta chết thì nói ngày trùng nó bắt đeo bùa, không cho người chết léo hánh về gặp. Đó, làm một cái hết tình rồi, rồi cấm không cho ra thăm mộ nữa. Thì như vậy thì vô tình vô nghĩa. Đó, người mà dạy vô tình vô nghĩa vậy mà tin được sao? Đó, tôi ở đây nhiều lần tôi đã từng nói, tôi nói nếu nhà nào mà có một người thân đi nước ngoài, rồi cái lâu lâu lo bảo lãnh những người nhà cùng qua bển, được đi qua bển thì gọi đó là gì? Sum họp hay là đoàn tụ gia đình, phải không? Đó là vui hay buồn? Bây giờ lỡ ba mình đi, má mình đi, còn mấy người ở lại bơ vơ, cái bây giờ trở về rủ đi hết thì qua bển là đoàn tụ, đoàn tụ nơi nào đó, như vậy vui không? Chứ để chi người ta đi bơ vơ có mình, còn mình ở đây lại còn kiếm chuyện mà ngăn đó không cho về thăm nữa thì quá tàn nhẫn, phải không? Hết tình hết nghĩa. Ở đời mà vì một cái sai lầm khiến cho người ta mất hết tình nghĩa con người, đó là những cái rất là bậy, rất là trái với đạo lý. Cho nên những cái đó là cái không nên tin, không nên theo, mà phải biết rõ ngày nào cũng là ngày tốt, không có ngày nào xấu hết. Miễn cha mẹ mình mất thì cứ theo cái thứ tự đôi ba ngày làm lễ chôn cất, và vẫn thương kính cha mẹ như thường, tới lui dòm ngó mã mồ. Chứ ai mà đành không cho tới mã mồ thì quá là tệ bạc. Kính bạch hòa thượng, con xem trong kinh Pháp Bảo Đàn ở phẩm thứ 3 quyết nghi có đoạn: tâm ta là đất, tánh ta là vua, tánh ở thì vua còn, tánh đi thì thân tâm hư hoại. Con có thắc mắc, xin hòa thượng giải thích giùm con thế nào là tánh, thế nào là tâm, tâm tánh có liên hệ với nhau thế nào? Tâm là đất, tánh là vua, vậy tâm và tánh khác nhau hay giống nhau? Đây là cái nghi ở trong kinh Pháp Bảo Đàn, lục tổ ngài nói tâm là đất,
tánh là vua, tánh ở thì vua còn, tánh đi thì thân tâm hư hoại. Như vậy tâm là đất, tánh là vua. Như vậy thì tâm nó là cái nền tảng, mà cái tánh là cái nó tùy thuộc. Nếu mà cái nền tảng vững thì cái tùy thuộc nó còn, còn nền tảng mà không vững thì tùy thuộc nó không còn. Thì như vậy ở đây Lục Tổ nói tâm là đất đó, là chỉ cho cái tâm chân thật, là chân tâm, nó không có cái, không có cái mà bị biến hoại hư mất. Còn tánh là chỉ cho cái tánh giác nha. Thì cái tánh giác nó không rời chân tâm. Chân tâm tức là tánh giác, vì hai cái nó không thể tách rời, nó không phải là hai. Vì vậy mà nó không có thể cái này mất mà cái kia còn được. Do đó nói rằng nếu mà tánh ở thì vua còn, tánh đi thì thân tâm hư hoại. Vì hai cái đó tâm tánh không tách rời nhau. Đó là cái ý nghĩa của cái đoạn mà trong kinh Lục Tổ đã nói. Đây có Phật tử hỏi: con có những điều chưa thông suốt, nhờ Hòa Thượng giảng rõ cho con thông. Liễu đạo và ngộ đạo là một hay là hai? Liễu đạo là thế nào, ngộ đạo là thế nào? Cái chữ liễu đạo và ngộ đạo, chữ ngộ đạo thì người ta không hiểu lầm, mà chữ liễu đạo thì có khi bị dùng lầm. Thí dụ cái người đó chết, cái nói ông liễu đạo rồi. Thì như vậy liễu đạo có nghĩa là chết. Nhưng thực tình chữ liễu là rõ, chữ ngộ là nhận được. Rõ được đạo hay nhận được đạo thì cái nghĩa nó không hai. Nhưng mà bị gì chữ liễu đạo đó thì sau này hay dùng bốn tôn xưng quý vị tu hành, rồi nói thầy bữa nay liễu đạo rồi, thì tưởng là thầy chết. Thì cái đó có thể bị hiểu lầm, chứ còn không có hai ý. Câu thứ hai: con tu theo pháp của Hòa Thượng dạy là tri vọng mà ở con có đi thọ bát quan trai giới, như vậy có được không? Nhờ Hòa Thượng chỉ dạy. Cảm ơn Hòa Thượng. Nghĩa là tu thiền biết vọng không theo, nhưng bây giờ đi thọ bát quan trai với những cái Phật tử ở chùa thì vậy có lỗi gì không? Thiệt ra thọ giới, thọ bát quan trai á, thuộc về giới luật. Còn cái tu thiền là cái tu để chuyển hóa tâm của mình, nó từ cái loạn tưởng đi tới cái yên định. Thì hai cái đó nó không có hại gì nhau hết. Cũng như trong kinh thường nói giới định huệ đó, thì giới nó đi trước rồi kế nó định, thì giới nó cũng giúp thêm chứ nó không có hại. Đến một câu Phật tử khác: kính thưa Hòa Thượng, xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con hai câu sau đây. Chùa nào cũng xây cổng kiểu giữa cao, hai bên thấp và ba lối đi vào là ý nghĩa gì? Chùa thì xây cái cổng thì ở giữa là cao, hai bên là thấp, rồi cái cổng giữa, cửa giữa là cửa lớn, hai bên là cửa nhỏ, phải không? Đó, thì thường nói tam quan đó. Thì đối với cái nhìn của trong đạo Phật là lúc nào cũng đặt tam bảo lên trên, mà tam bảo thì Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo thì ở giữa quý trọng nhất. Như trong chùa thờ tượng Phật ở giữa nhà đó, thì cái tôn trọng nhất là Phật, rồi hai bên là pháp, tăng là hai bên, thành ra đi hai bên nó thấp hơn, nhỏ hơn, đó là cái tượng trưng thôi. Câu thứ hai: có chùa tạc đúc tượng A Di Đà đứng giơ ba ngón tay là ý nghĩa gì? Kính xin Hòa Thượng Quan Hỷ chỉ dạy cho chúng con được biết. Chùa đưa ba ngón tay về. Phải không? Đức Phật A Di Đà đưa ba ngón tay về. Cái này gọi là vắt ấn cam lồ. Cam lồ là từ bi. Cam lồ thì đó là để tỏ rằng Đức Phật Di Đà luôn luôn
có cái lòng từ bi thương xót muốn cứu độ chúng sinh, cho nên ngài vắt ấn cam lồ ngài đưa lên. Đó là cái ý nghĩa của bàn ông ta đưa lên. Ba là cờ Phật giáo có năm màu là xanh vàng vợt đỏ trắng vàng, và ý nghĩa của cờ là gì? Thôi cái ý nghĩa cờ này bữa nay tôi miễn giải thích, vì mày bắt không có dùng mà bắt không có treo cờ năm sắc. Có một Phật tử hỏi: kính bạch hòa thượng, sau thời gian tham cứu kinh và văn của hòa thượng, qua sự dụng công hành trì phương tiện ngồi thiền hơn ngoài một năm, con tiếp tục hành tứ quay nghi nhất hạnh tam muội, đến giai đoạn thập tính biết thanh tịnh và tam hiền biết giác, con bị trói buộc không biết chừng nào, thường giác mà chẳng trụ nơi giác. Con nhớ nhân duyên của băng, duyên cuộn băng của thầy Thích Thông Phương, cái biết sờ sờ, con nghe xong trực nhận, con tự nhiên cười ồ lên, Phật pháp vốn không, hết cười đến khóc. Thương Đức Phật từ bi vô lượng, và thương cuộc đời con bị vô minh che trong vô lượng kiếp đau khổ, đoạn trường kế tiếp kính mong hòa thượng chỉ dạy thêm. Cái này thì nếu là nghe cuồng băng quý thầy tức là Thông Phương nó nói về cái tu hành của nó mà có cảm được cười rồi cảm được khóc thì cái đó là cái duyên tốt. Nhưng mà cái đó cũng là cái bên ngoài tới, chưa phải là cái hòn ngọc trong nhà. Nhớ tu khá khá chút nữa thì chừng nào ở trong nhà phát ra thì đó thứ thiệt. Có một Phật tử hỏi: kính bạch sư ông, con có duyên sự đầu thành đảnh lễ sư ông, con xin tác bạch. Một, người xuất gia nên nương theo những vị bổn sư như thế nào cho đúng chánh pháp? Cái này cũng hơi khó đó. Đọc kinh Phật thì trong đó Phật có dạy rõ, người xuất gia nương theo thầy, thầy là cái người phải hiểu được kinh, phải thông suốt được giáo lý và phải biết gìn giữ giới luật, và lúc nào cũng sẵn sàng cái tâm từ bi tế độ chúng sinh, vân vân. Như vậy đó là phải có. Hai, có vị vì mộ đạo mà xuất gia, nếu gặp vị bổn sư còn nhiều bát phong tam độc che đậy, lúc đầu không biết, sau khi xuất gia một thời gian biết, nếu vậy người đệ tử ấy có nên nương vị bổn sư đó không? Ở trong kinh Trung Ương A Hàm, Đức Phật có dạy thế này. Đức Phật nói rằng nếu người xuất gia tu với một bậc thầy, và nếu bậc thầy đầy đủ cái đạo lý, đầy đủ đức độ tu hành mà dạy mình tu, thì giả sử ở đó ăn cơm hẩm với rau luộc, thiếu thốn, mặc áo rách cũng phải chết sống ở đó. Ngược lại, nếu ông thầy không có thâm hiểu đạo đức, không có hiểu được giáo lý, không có sống đúng như đạo lý, thì giả sử đó có ăn sung mặc sướng cũng phải bái mà rút lui. Đó là trong kinh A Hàm. Đó là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba: một người xuất gia xa cha mẹ để lo tu học, nếu gặp chuyện không may thì một mình chấp nhận lỗi xong vậy, người đó có phải là phản thầy không? Thì nếu mà gặp người thầy không tốt, không đúng với đạo lý thì xá mà rút lui, không có tội lỗi gì hết. Còn nếu mà thầy chân thành dạy đúng pháp, đúng luật mà mình bỏ đi thì đó là không tốt. Vậy thôi. Có một Phật tử này: kính bạch hòa thượng, con rất thích pháp môn tu thiền và niệm Phật, nhưng để kết hợp giữa hai pháp môn thì con phải thực hành như thế nào? Thích cả hai. Tôi đã từng nói ví dụ đó. Tôi nói rằng ngài Bạch Ẩn ở bên Nhật, ông nói rằng nếu mình qua xong vì mình muốn qua gấp
Cho nên xuống bến đò, cái thấy hai chiếc đò, nghĩ đi chiếc chậm, đi một loạt hai chiếc cho nhanh. À, đứng chân bên chiếc này, chân bên chiếc kia thì đi nhanh được không? Thôi thì cái nào chọn một, thích niệm Phật thì cứ niệm Phật, thích tọa thiền thì cứ tọa thiền, chứ đừng có đi hai cái một lượt, hơi khó. Câu hỏi kế, trong một thời ngồi, con chia làm hai phần, 30 phút đầu con ngồi quán sát tâm mình và buông xả, bỏ vọng niệm. 3 phút sau, con theo hơi thở vào ra niệm Phật, hít hơi vào, thở ra, cuối hơi thở con niệm A Di Đà Phật. Như vậy con tu có đúng hay không? Kính mong và Thượng Từ Bi chỉ dạy. Bởi vì Phật tử này chưa có hiểu rõ cách tu. Bởi vì tu thiền nó đòi hỏi chúng ta ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải điều thân, thân ngồi cho nghiêm trang đúng cách. Điều kiện thứ hai phải điều hơi thở, hơi thở làm sao cho nó thông mà nó dài, nhẹ mà dài. Nếu vừa hít vô thở ra rồi niệm danh hiệu Phật thì nó làm cái hơi thở không được thông, mà không được thông mà lâu nó dễ bế tắc. Cho nên mình thiền thì cứ thiền, niệm Phật thì cứ niệm Phật. Vì niệm Phật thì cứ đặt cái câu niệm Phật làm chủ. Còn ngồi thiền thì phải điều thân, điều hơi thở cho thông, ngồi lâu nó không có hại. Rồi kế đó mới điều tâm đó. Ba cái điều đó cho nó thích hợp thì tu thiền kết quả tốt. Còn nếu không thích hợp thì tu có khi không có được hay. Có một Phật tử bài ca không lời, không lời mà viết một tờ giấy. Kính dân và thượng viện chủ, để bài ca không lời mà không lời sao tôi đọc đây? Thôi thì cũng nể tình Phật tử này, từ không lời mà thành có lời. Nắng thường chiếu hòa sóng thu Hà Nội, gió Quảng Yên xanh mái trúc lâm thiền, một vòng bay trong đôi cánh hiện tiền, chuyến đi về tròn gương không lưu không sáng. Con hướng theo từng vạt mây sợi nắng, những nơi nào lưu dấu gót sen vàng, tới thành đô pho lịch sử các vua Trần, chùa một cột tấm gương nhà Lý. Lên Côn Sơn xuống Bình Than Yên Tử, câu ca muôn kiếp nơi đầy. Bến đục Tiết Sơn in bóng hình thầy, nhắn bóc khách mộng tiếng thơ bừng tỉnh mộng. Xưa con hiểu đạo đời qua giấy mực, nay nhờ ân đức Cù Lao vị thiền bén tâm con từng ngụm, mới biết nơi đầu xào trăm trượng, cái thấy thênh thang không bến không bờ, mấy lời vụn vạ dại dốt ngu, cúi xin lượng từ bi hỷ xả. Như nghĩa sinh thành biết bao để trả, dù vạn trùng dương nắng lửa sẽ qua, để đền đáp công ơn trời biển. Xuân đã về ôi mùa xuân bất tận, như là lơ lửng với thời gian, điệp khúc tình ca hát vang, lần lần bao la bát ngát, là bài ca không lời xin kính dân. Thôi đổi lại bài ca nhiều lời. Có Phật tử hỏi, kính bạch thầy từ bi chỉ dạy cho con, mà con rất nghi. Bạch thầy, sao gọi là sám hối? Mà đã gọi là sám hối thì đã hối, thì sám hối định kỳ có phải là tướng không? Phật tử này nghĩ, tại sao là sám hối? Thực ra chữ sám hối theo cái nghĩa nó, đây là chữ Hán mình phát âm Việt, theo cái nghĩa sám là ăn năn, hối là chừa cải những cái điều gì mình đã làm, mình hối hận ăn năn rồi mình nguyện chừa cải, thì đó gọi là sám hối.
Thì Phật tử này nói nếu sám hối như vậy thì chắc là lúc nào có lỗi đi sám hối, lúc nào không lỗi thì khỏi, mà sao lại định kỳ nửa tháng hoặc một tháng? Thì hỏi này cũng có lý, nhưng mà tôi nói cho quý Phật tử biết, sám hối ở đây là sám hối lục căn. Lục căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đọc tới đọc lui những cái lỗi của sáu căn cho mình biết. Sở dĩ mình gây thành tội lỗi là từ sáu căn mà ra, rồi mình tạo thành nghiệp dẫn đi sinh tử muôn kiếp cũng từ cái sáu căn. Cho nên người tu thiền nơi sáu căn của mình phải dừng, đừng cho nó dính mắc với sáu trần. À, muốn dừng á thì phải nhắc tới nhắc lui, à, có mắt thấy sắc mà có nhiễm có nhơ thì có tội gì đó cho nó sợ, rồi lỗ tai nghe tiếng mà có phiền có buồn gì đó nhắc để cho nó sợ. Như vậy thì nhắc tới nhắc lui để cho sáu căn mình không nhiễm dính với sáu trần. Mà sáu căn không nhiễm dính với sáu trần thì lúc đó là sao? Tức là thiền. À, căn trần không dính nhau đó là giải thoát, phải không? Như vậy đó là cái lối tu sám hối, nó liên hệ tới cái pháp tu của mình, chứ không phải sám hối thường nói là mình có tội thì mới sám hối, mà đây là nhắc luôn luôn răng chừng sáu căn, đừng để cho nó quên mà đeo đuổi theo sáu trần. Nếu nó không đeo đuổi sáu trần, đó là cái nhân như Ngài Điều Ngữ Giác Hoàng trong cái bài kệ tóm kết của bài Phú Cư Trần Lạc Đạo đó, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiện đó, chừng nào mắt thấy sắc, tai nghe tiếng là đối cảnh mà vẫn không có tâm dính mắt, đó là thiền. Như vậy thì đó là cái nền tảng tu thiền, chứ không phải sám hối đây là sám hối những lỗi mình đã làm rồi mình sám hối hết rồi thôi, không có sám hối nữa, mà đây là nhắc nhở hàng ngày đừng để sáu căn nó nhiễm sáu trần. Đó là cái điều răn nhắc, chứ không phải là chỉ sám hối cái lỗi đã tạo, khác chút đó.